Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô 60 câu Nhật bãi muốn giới thiệu đến các bạn. Giá thì mình báo trên video, giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một máy là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Sau đây thì mình xin giới thiệu con máy đầu tiên nha các bạn. Con máy đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy của Daiwa ST600B nha. Con máy này là một con máy của Thái Lan. Ngoại hình chi tiết của máy nha các bạn. Tay quay thì mình thay đổi trái phải. Lăn sáng bóng nha các bạn. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gạt hoạt động tốt nha các bạn. Con máy này có size là size gần 1.500 nè các bạn. Cước 1.5 thì mình sẽ vào được 130m nha. Size gần 1.500. Máy của Thái Lan. Tay quay là tay quay kim loại nha các bạn. Tay quay kim loại. Tay quay gập rất là tiện cho mình luôn. Mình bấm nút là mình gập lại thôi. Khi nào mình muốn sử dụng thì mình thả ra nha các bạn. Xong mình bấm nút này lại nè. Là mình sử dụng. Máy chạy. Máy chạy rất là mượt luôn nha các bạn. Máy chạy mượt. Con máy số 1 Daiwa này có giá là 150k nha. Máy số 1 150k. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 2 nha các bạn. Con máy số 2 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy của Shimano nha. Shimano Accord 2000 nha các bạn. Con máy này có size là size 2000 luôn. Cước số 2 thì mình sẽ vào được 150m. Ngoại hình máy. Con này thì là một con máy của Malaysia nha các bạn. Malaysia. Ngoại hình thì là màu bạc rất là đẹp và sáng nha. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Size 2000. Tay quay nha các bạn. Tay quay là tay quay kim loại, sáng. Tay quay mình thay đổi trái phải. Có chày nhẹ chỗ này nha các bạn. Có chày ở góc này. Lăn sáng bóng. Gạt cước hoạt động tốt nha các bạn. Một con máy sống, lưỡi gạt hoạt động tốt. Tay quay là tay quay gập nha. Tay quay gập rất là tiện cho mình luôn. Mình bấm nút là mình gặp lại thôi. Rất là đẹp. Ngoại hình máy rất là đẹp luôn nha các bạn. Chỉ có trầy nhẹ chỗ đó. Tay quay mình thay đổi trái phải được luôn. Máy chạy. Máy chạy rất là mượt và êm nha các bạn. Quay rất là nhẹ tay. Máy chạy rất là êm luôn các bạn. Con máy số 2 Shimano này có giá là 400k nha. Máy số 2 400k. Một con máy của Malaysia xuất Nhật nha các bạn. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 3. Con máy số 3 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy của Shimano luôn nha. Shimano Holiday Spin 2000 nha các bạn. Con máy này có size là size 2000 luôn. Cước số 2 thì mình sẽ vào được 150m nha các bạn. Cước số 3 là mình sẽ vào được 100m nha. Cũng là tay quay kim loại luôn nha các bạn. Tay quay kim loại. Con máy này là một con Holiday của Nhật nha các bạn. Đây, Shimano Holiday Spin của Nhật nè. Japan. Ở đây cũng có cái tem nữa nha các bạn. Japan. Dòng này thì thường mình bán lâu lâu mình mới thấy có con, một con của Nhật đó các bạn. Đây, ngoại hình của nó là màu xanh nha các bạn. Cũng hơi có lấp lánh. Ngoại hình thì có trầy xước nha. Có trầy xước nhẹ nhẹ. Lăn sáng bóng nha các bạn. Size 2000 luôn. Cước số 2 mình sẽ vào được 150m. Gạt cước hoạt động tốt nha các bạn. Một con máy sống, lưỡi gạt hoạt động tốt. Tay quay cũng là tay quay gập nha. Ở đây có cái nút đỏ này các bạn. Sau mình gập nó lại thôi. Đây. Mình gập nó lại như vậy. Khi nào mình sử dụng thì mình mở ra, mình sử dụng bình thường nha. Tay quay thì mình thay đổi trái phải. Máy chạy nha các bạn. Dòng này thì kéo cá rất là mượt. Các bạn thấy chạy rất là mượt luôn. Con Shimano Holiday Spin 2000 của Nhật này có giá là 450k nha các bạn. Máy số 3 450k.
Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 4 nha. Con máy số 4 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy của Ryobi nha bạn. Ryobi Ekushima 4000VI nha. Ryobi Ekushima 4000VI. Con máy này có size là size 4000 nha các bạn. Một con máy của Nhật, tem vàng của Nhật nè các bạn. Japan nè. Tem có chữ Japan luôn. Ngoại hình chi tiết của con máy nha các bạn. Cái này là màu lông chuột sẫm nè các bạn, rất là đẹp. Ngoại hình con máy này thì khoảng 90% nha các bạn. Ngoại hình là 90%. Bạc đạn là 4+1 nha. Ngoại hình rất là đẹp và sáng. Ngoại hình của con này là mới 90% nha các bạn. Tay quay thì mình thay đổi trái phải luôn. Máy rất là đẹp. Lăng mạ vàng sáng bóng nha các bạn. Gạt cước cũng mạ vàng nè các bạn. Và gạt cước rất là dày luôn nha. Đây, gạt cước rất là dày luôn. Tay quay rất là đẹp nè các bạn. Tay quay có một cái khuyên vàng nhỏ nhỏ đây nha. Tay quay. Đây, ở bên đây cũng có một cái chấm màu vàng. Mình thay đổi tay quay trái phải được luôn. Phần cối rất là đẹp. Phần cối thì người ta có làm vòng tròn nha. Đây, phần cối này bạn rất là đẹp luôn. Gạt cước hoạt động tốt nha bạn. Một con máy sống lửa gà đầy đủ luôn nha. Tay quay là tay quay gập nha các bạn. Mình bấm nút và mình gập lại thôi. Đây, rất là tiện và đẹp cho mình. Con máy này có ABS nha bạn. Đây, ABS đây. Một con máy có ABS. Máy chạy rất là mượt và êm luôn nha. Con máy số 4 này có giá là 1 triệu tư nha các bạn. Máy số 4, 1.400.000. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 5 nha. Con máy số 5 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy của Daiwa. Đây, con máy này là tem Daiwa nha các bạn. Tem Daiwa, một con máy của Việt Nam này các bạn. Việt Nam. Con máy này thì ngoại hình nó khoảng 90% nha các bạn. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Màu đen phối với cối màu vàng nè các bạn. Bên này nó làm cái mã mình cũng không hiểu cái này là gì. Và nó làm rất là đẹp luôn á. Tay quay thì mình thay đổi trái phải nha các bạn. Tay quay thay đổi trái phải. Lăng mạ vàng sáng bóng. Con máy này có size là size 2000 nha các bạn. Cước 0.235 nè. Cước 0.235 mình vào được 150m. Size con này là size 2000 nha các bạn. Đây, cái mã của nó là TJM2508 nha các bạn. Phần gạt cước cũng rất là dày luôn. Đây, phần gạt cước rất là dày. Mình quay chi tiết phần cối luôn nha. Phần cối có mạ vàng rất là đẹp luôn nè các bạn. Đây, cái chỗ này là cái chỗ để chận cước nè. Nó làm cũng thiết kế như cái hình hạt nút vậy các bạn. Rất là đẹp. Tem Daiwa nha. Máy của Việt Nam mình nha. Việt Nam xuất Nhật. Một con máy sống lửa gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Gà cước hoạt động tốt nha các bạn. Tay quay. Cái này là tay quay gập nha. Mình bấm nút thì mình gập lại thôi. Đây, mình bấm nút dưới để mình gập lại thôi. Rất là tiện. Con này cũng có ABS luôn nha các bạn. ABS. Máy chạy rất là nhẹ tay luôn. ABS của máy. Con máy số 5 tem Daiwa này có giá là 1.500.000 nha các bạn. Máy số 5 1.500.000. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 6 nha các bạn. Con máy số 6 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy Ben nha. Ben 8500SS. Con này là một con của Mỹ nha các bạn. USA nha. Made in USA nè các bạn. Một con máy Ben của Mỹ. Ngoại hình thì rất là đẹp luôn nha. Ngoại hình con này khoảng cỡ 85% nha các bạn. Cối là cối màu vàng. Đây, ở trên
Cô nó cũng có ghi nè các bạn. Đây nè, Made in USA. Ratio là 1:4.6 nha. Tay quay. Ratio là 1:4.6 nè các bạn. Nó phối rất là đẹp, phối giữa màu vàng và màu đen nha. Mọi hình chi tiết của máy luôn nha các bạn. Tay quay thì mình cũng thay đổi trái phải được luôn nha. Lăng sáng bóng nha các bạn, lăng sáng bóng. Phần gạt cước. Phần nắp nè các bạn. Phần nắp sáng bóng luôn, ben nha các bạn. Ben. Con này là một con máy có cuốc trợ lực nha. Con này thì câu cá rất là khỏe luôn rồi. Mình quay chi tiết phần cối cho các bạn xem luôn nha. Cối rất là sáng nè các bạn. Đây. Cối rất là sáng. Thông số của con này là cước 0.55 nha các bạn. Đây, cước 0.55 thì mình vào được 160m. Thì con này có size là size 9000 nha các bạn. Size là size 9000 nè các bạn. Một con máy sống, lưỡi gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Đây, phần cối rất là đẹp luôn á. Gạt cước. Gạt cước hoạt động rất là tốt nha các bạn. Con máy này thì là một con máy có cuốc trợ lực. Đây, phần cối bên trong và cuốc trợ lực của nó nha các bạn. Cuốc trợ lực rất là chắc chắn luôn nha. Phần cuốc trợ lực này các bạn. Phần cốt trợ lực. Máy này thì câu cá rất là khỏe luôn nha các bạn. Đây, phần cốt trợ lực của con máy ban. Máy này là máy của Mỹ. Phần cốt rất là to luôn. Còn đây là phần cối nha các bạn. Phần cối. Cối rất là đẹp luôn nha. Sáng bóng luôn. Con này là có hai chế độ luôn nha các bạn. Máy to nhưng mà có hai chế độ luôn, mình có thể kêu hoặc là không kêu nha. Đây, mình chỉnh nút kêu và không kêu, mình bật nút này là kêu nha các bạn. Đây. Là có tiếng kêu. Còn mình muốn nó không kêu thì mình chỉ cần bật qua đây thôi nha. Đây, nó có hai chế độ cho mình không? Đây. Này là không kêu nha các bạn. Chế độ hai chiều của máy nữa các bạn. Đây, chế độ kêu của máy. Con này thì câu cá rất là khỏe luôn nha. Con máy ban số 6 của Mỹ này có giá là 3,3 triệu nha các bạn. Máy số 6 3,3 triệu. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì gọi điện trực tiếp cho mình hoặc để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.